Hello, hello mọi người nhé. Thì hôm nay nó lại ra cái sự kiện mới, tính năng mới Đó tên là đảo sương mù Thì thấy mọi người bảo mình review tí Thì ok, mình sẽ sẵn sàng review cho các bạn thôi Thì chúng ta sẽ nói qua cái đảo sương mù này Cái đảo sương mù này nó gồm 7 con bót nha các bạn Thì có một điều đặc biệt là nó ra một con bót mới Sanji Sân di hắc cước nó rất là chứng tỏ sau này nó sẽ ra một con tướng mới kiểu giao diện như thế này nói chung là nhà phát hành nó cũng gạ gạ cho anh em <laughs> chuẩn bị tinh thần cho một con tướng mới như thế này <laughs> thì chúng ta nói về quà nhé quà thì khá là ngon à, bởi vì ngon vì nó cho cái pha lê sương bù thôi Còn trái vàng thì con bọt côi mới ok Về cái phần thưởng xếp hạng ấy Thì nó sẽ tính theo cái lượt mà các lượt đam của các bạn ấy hay sao ấy Ông Quyên Nó sẽ tính theo cái lượt công trạng Công trạng thì Nó sẽ tính một kiểu riêng Nói chung là các bạn mà càng nhiều tướng 12 sao Thì sẽ khỏe thôi Và càng nhiều đồ Nhưng cái đồ đặc biệt ở đây là đồ nó được dàn trải hết Tất cả các tướng nha các bạn Tí nữa mình sẽ nói cho câu chuyện của đồ sau Thì quà rất là ngon Nói chung là đèo bọt thì các bạn ít nhất Cũng vào được 5% và 10% Thì các bạn gắn đi vào 5% thì các bạn sẽ mình nghĩ anh em Việt Nam chắc chắn sẽ vào 5% cái quà này ấy, thì nó rất là lợi cho các bạn server mới, các bạn server mới cực kỳ tốn kém Ví dụ như đây là sự kiện dành cho các bạn server mới rất là ngon. Các bạn server mới bây giờ muốn kiếm hai cái thương này đúng không? Các bạn cũng phải ít nhất bỏ ra khoảng 20k trái vàng. ấy tự dưng này nhảy đâu trên trời ra 20k trái vàng, chưa kể một con pet này, con pet này bây giờ trị giá khoảng 10k đi. Đấy 10k 8 đến 10k đấy rồi chưa kể là quà tự dưng này có 30k trái vàng đưa vào đầu đúng không trả sướng thì nhưng sướng với anh em cải chay mình nói chung là mình thấy Evan này anh em cải chay rất là thích và những anh em nào mà chăm chỉ cải chay nông dân chăm chỉ rất là mạnh rất là tốt tại sao mình nói là uh, nông dân chăm chỉ thì thì mình, mình, sẽ nói cho bởi vì cái này nó sẽ uh, tặng lượt đánh theo việc mà các bạn on đúng khung giờ các vip thì thường người ta sẽ chơi rất là ít các vip mình hiện tại cầm mượn được rất nhiều nick vip nhưng một số nick vip mình vào thấy các bạn uh, chủ nick vip mà người ta vẫn kiếm tiền ấy thì người ta sẽ ít thời gian dành cho trò chơi hơn nên đa số người ta bỏ lỡ rất là nhiều hoạt động xem Evan luôn chỉ khi nào người ta có tiền người ta nạp vào hai chục triệu ba chục triệu chơi Evan cho nó lẹ chứ sẽ không nói chung là uh, người có tiền thì người ta có suy nghĩ và cách làm khác so với những người cải chay nông dân cả trang nông dân mình bỏ sức còn người có tiền thì người ta bỏ tiền bỏ bỏ chất xám ngoài đời rồi người ta vào đây đập anh hành anh em mình thôi chuyện bình thường mà uh, ok chúng ta sẽ nói tiếp về cái hoạt động đánh bót đây thì cái hoạt động đánh bót này nó tính cho cả server nhé các bạn nó sẽ tính bót cả server và tính theo phần trăm đây thì cả xe cùng nhau đánh thì cái điều mà cả server cùng nhau đánh ấy thì nó rất là mừng cho các bạn nào mà xe càng nhiều bót thì cực kỳ sướng luôn. Bởi vì bót nạp nhiều, nạp nhiều ắt chắc hẳn là tướng rất nhiều, tướng cực kỳ nhiều luôn. Ok, chúng ta sẽ xem nó cái hướng dẫn của bọn này nhé. Thì nó bảo là ở uh, hoạt động này kéo dài trong vòng 7 ngày và uh, nó sẽ cho các bạn lượt đánh vào mốc 0 giờ này, 6 giờ, 12 giờ và uh, 8 giờ tối uh, và 6 giờ tối. Đấy và cái này anh em nhớ tích lũy tối đa 8 lần nghĩa là qua qua 8 lần thì nó sẽ không tăng nữa anh em phải tiêu đi đấy thì nó bảo là khi mà đánh bó đấy thì nó sẽ tạo ra huy chương này cho các bạn này là cái pha lê sương mù ấy và cái huy chương nữa và huy chương này thì nó sẽ làm cái bảng xếp hạng cho lúc nãy các mọi người xem rồi khi mà các bạn có pha lê sương mù ấy thì các bạn sẽ mở được uh, mua từ cửa hàng này. Và cái này có một đặc điểm đấy. Đây, cơ chế đặc biệt đấy. Thì tất cả một cái xương một uh, một cái phù thạch này, trang bị vỏ sò, phát minh uh, Vi card hoặc thẻ sinh uh, sống, thẻ sự sống và cái tính năng mới đấy thì nó sẽ bị được đổi thành một cái điểm. Đó gọi là cái điểm uh, điểm sương mù nó gọi là cái điểm sương mù thì khi mà có đủ điểm sương mù thì nó sẽ kích hoạt từng cái rào sương mù ok mình sẽ lấy một nick bot nick này là miếng nick bot của bằng cường nhé bởi vì nick bot tỷ tướng nó rất nhiều và cho các bạn xem nó đa dạng hơn ok mình sẽ đâu rồi nhỉ tính năng đi rồi đây, mình sẽ cho các bạn xem với điểm sương mù. Đây, điểm sương mù uh, của bằng cường hiện tại là điểm 1340. Đấy, bạn đang kích hoạt ở cái rào thứ bảy Rào thứ bảy này nó cho 80k công. Cho tất cả các tướng nha các bạn nhé. Cho 80k công này, cho chí mạng 13% này, thường tiên chặt thương này, giảm chặt thương này. Đấy, vì thế mà các bạn đồ càng nhiều thì cái này càng cao. Ok, mình sẽ thử test nhé 1340 đúng không? Mình sẽ mở thêm một cái đồ nữa Xem nick này có một cái đồ không? Uh, 1380 nhé Mình Từ uh, từ 1380 Mình xem nick này còn có trương trang bị không? Các bạn đợi tí nha uh, Mình đợi mình tí Mình có nick này có quà vip gì chưa mua chưa? Đây Ok, nick này có khi mình Mua một cái quà vip để lấy cái trước đây quà này được nhé quà này quà này quà này ok mình sẽ mua về để có một cái tướng rồi có một cái bùa tím nữa cũng được đây là mình sẽ mua cho các bạn nhé Đây, thì mình sẽ mở cái trang bị cho các bạn xem thì nó có tăng không với vì nick này bây giờ hiện tại là full trang bị rồi nhé nhưng mình thử sang tướng phụ nhé để cho các bạn có góc nhìn rộng hơn khi mà một đội hình mà mắc đồ rồi chắc chắn là mình sẽ lấy mua ra thôi Lấy Đây mình lấy cái sày mua ra đi Cho nó dễ Đây Ok nha Các bạn xem nha Bây giờ nó khoảng bao nhiêu nha Đấy nó thêm 40 điểm Các bạn thấy chưa Đúng không lúc nãy các bạn xem 1340 đúng không? Bây giờ thêm một trang bị nó Tí nghĩa là bây giờ các bạn có càng nhiều trang bị thì càng tốt các bạn ạ. Đấy. Đúng không? Rồi từ từ mình cũng không nhớ tí Lúc nãy mình cũng không để ý lắm. Các bạn à tí nữa các bạn xem lại video rồi các bạn tua lại ngược tí nhé. Hay là mình thử mặc vào này. Nên... OK, uh, chúng ta xong cái vụ ở điểm trước mù nhé Tiếp theo nữa thì mình xem này. Đây phần thưởng khác, phần thưởng khác, xác định nên sát thương bót phần thưởng tiêu diệt. Hình như nó có phần thưởng tiêu diệt tại sao ấy các bạn ạ? Mình xem thôi mình vào đánh luôn nhé. Thì vào cái đánh này thì có một điều đặc biệt nó là sẽ ra cái tính năng là khắc các tướng nó sẽ khắc hệ nhau. Nghĩa là thằng uh, hiện tại con uh, con bó này là hệ uh, sức mạnh gì thì uh, uh, các bạn lắp vào những cái tướng nào mà 12 sao hệ kỹ năng ấy thì các bạn sẽ được thêm 25% sát thương. Đấy các bạn thấy chưa? vì thế con bót đợt này mà Ino các bạn nào có Ino 12 hai hoặc là Ino mi 12 thức tỉnh ấy, thì sẽ đam rất to Ino thì chỉ cần thức tỉnh một cũng được đấy để thờ đây ok mình sẽ cho vào các bạn xem luôn còn mà hiệu ứng của bot thì nó các bạn mỗi bot thì chắc có mỗi hiệu ứng khác nhau thôi nó cũng không quá nhiều ví dụ như đây thì khi mà có uh, con Luffy thần mặt trời vào ấy thì nó sẽ tăng hút máu cho đồng minh, khá là ngon. Rồi tiếp theo nữa thì với mỗi đồng đội mà mang theo chữa trị thì nó sẽ bị giảm chữa trị đi 33%, đấy. Còn tướng hỗn loạn thì cái gì đây nhỉ? Đây, tướng hỗn loạn thì tất cả đồng đội nhận phẫn nộ 10% mỗi giây nộ này thì mình nghĩ là tăng tốc độ hồi nộ thôi kiểu nó ở thằng thái điên cuồng ấy hay sao ấy ok nhá mình 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 sẽ ship một uh, tim tim chuẩn trước đi tim chuẩn là uh, hồi máu này đây nụ ra mặt tô đúng không ai à, van chứ đây một chuẩn đánh bọt nhé bởi vì có hai búp nộ này hồi máu này ngồi tanh này ok tim chọn bột này, tiếp theo nữa đồ hình mấy sau này mình sẽ lắp tùm lum đi mình lắp cho một cái đồ hình mà phun phun kỹ năng nha xem đam nó khác không nhé đây tiếp theo nữa là tùm lum thế là càng nhiều tướng càng lợi nhé các bạn nhé đấy tại sao bây giờ nó bắt đầu chuyển dịch cái xu hướng càng nhiều tướng càng lợi rồi bởi vì nó ra cái thẻ anh hùng cũng cần nhiều tướng đấy Đánh tới tận dây thứ 30 các bạn Nói chung là nó ra như thế này thì Anh em sẽ trải nghiệm được tướng nhiều hơn này Có sự khắc tinh của các hệ này cái này cũng có một cái hay là anh em có thể biết được là khi mà mình gây bót đam bót cả ít đấy thì bót đánh lại mình hoàn trả lại càng ít thì các bạn có thể biết là mấy cái đồ hình quý bắp như thế này đồ hình các bạn đang đệm này chẳng có gì hết đam rất là bé đâm bót nó phản lại cũng bé rồi thời gian đánh khá là lâu đấy đến giây thứ 36 rồi cuối giây thứ 36 rồi mà vẫn chưa chết cả tin <laughs> là các bạn có thể biết đấy. các bạn đánh chắc cũng cảm nhận được thôi đấy. ok chúng ta sẽ tính đam nhé Uh, đam của uh, gáp này chắc chắn rồi gáp đam chính to nhất ok nhé ở uh, 94 ra mê bị uh, đánh lại là 75 mê từ thằng uh, bot tiếp theo thì đây tim này mình thấy là ino này với uh, bo này thấy chưa ino bo là mình tổng lại hai thằng là 35 đa bị phản lại là bị bị bên bó đánh lại là cũng 40 mê đấy thì các bạn thấy Ờ uh, các bạn có thể nhìn nhé uh, Nami Nami là 7 mê đam đúng không Nami 7 mê đam Luffy là 3 mê đam Đấy Nami đang là 8 đam nhé Nhưng Luffy lại gì Lại là 9 sao Đấy thì các bạn có thể biết là Luffy 9 sao mà thua đam Nami Chứng tỏ là Nami đang được bút 25% sát thương Khi mà đánh khắc hệ Cho các bạn có cái góc nhìn Ok chúng ta sẽ xem 94 đam Nói chung là gáp này là gáp mắc Haki Với uh, mắc sao rồi nó cũng khỏe hơn nhiều Đấy, chất tướng nữa một bên thì có hai cái, ok thì uh, đây chúng ta cũng sẽ biết được đây thì uh, momosagi thì đam khá là to anh em có thể thấy cùng một con nhé cùng một hệ nhé nhưng mình cảm giác momosagi nó đam rất là to vì một mê ờ Yamato cũng 10 mê nói chung là các bạn chơi trên này các bạn biết chất tướng nào đam thứ nhất là ba con còn lại ấy, là con tanh ờ uh, vàng này ờ uh, hay là phật tổ này hay là khi đầu chó hay thằng thằng gì chó đỏ gì đấy <laughs> thì ba thằng ấy đều là tăng, nên đam như thế này cũng ok rồi các bạn thấy chưa ờ, khi mà nó đam thấp ấy thì bót đánh lại càng thấp đấy bót chỉ gây ra 33 mươi mi tổng bằng tổng bên lại thôi nói chung là nó có qua có lại mày mà đấm đau càng đau thì tao đấm lại mày càng, <laughs> càng mạnh thôi đấy, cho các bạn góc nhìn về bót ok ở ờ, quà thì khá là nhiều 327 trăm Uh, 357. Còn đối với cái nick của uh, nick 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 mình nhớ nick thu phi của mình ấy chỉ được uh, 200 năm mấy thôi. Chứng tỏ là bót càng cao thì điểm càng nhiều thôi. Thì nếu mà như nick này một ngày được 8 lần. Uh, một ngày được uh, một ngày đi được bao nhiêu nhỉ? Ngày đi được 4 đến 6 lần thì uh, các bạn nhân đi, nó ngày được khoảng uh, 2k điểm, đúng không? các bạn mà nông dân mà chăm thì cũng ngày được hai ca điểm 3 ngày ở à, 7 ngày 7 ngày là được 14k điểm đúng không 14k điểm thêm các bạn mua cái này nữa mua oh, Chúng ta sẽ quay đến cái chuyện cửa hàng này nhé thì sẽ mua cái này thì hiện tại mà các bạn sẽ vừa mới thì mình nghĩ các bạn sẽ vừa mới không nên mua các bạn sẽ vừa mới nên tập trung trái vàng cho cái sự kiện này Thứ nhất là các bạn xem vừa mới nhé Hoặc là các bạn mà trái vàng ý đấy Thì các bạn nên tập trung cho cái sự kiện này là một này ờ, Thứ hai là tập trung sự kiện này Bởi vì sự kiện này một ngày mất 2.000 trái vàng rồi Tiếp theo là nếu mà các bạn có điều kiện Mấy tính toán ra Mà mua được cái này Thì mua đi một cái khi nó đang giảm giá nhé Mình không biết được sao nó còn giảm giá nữa hay không Bởi vì bọn này nó hãm lắm <laughs> nó, nó, nó nó ra phần không kế hoạch cho Nên thôi cứ ờ, Theo cảm tính nhé mang tính hướng dẫn mang tính tương đối thôi không thì sau này lại bảo hà mình chỉ chỉ này chỉ nọ đây khi mà các bạn mua thì các bạn được điểm sương mù này nữa điểm sương mù thì nhìn ở đây à đúng không đấy hay là điểm sương mù được cộng vào đây không cộng đấy, chứng tỏ là nó sai cái thuật ngữ nhé cái này phải các bạn cái này nó phải đặt là tên khác hay là cho điểm sương mù vì điểm sương mù ở đây rồi điểm sương mù là nó đây được, nó tính ở đây rồi một nghìn ba trăm tám mấy điểm sương mù ờ, ok chúng ta quay lại cái cửa hàng ok cái cửa hàng này có một cái rất ngon là cái này các bạn bỏ ra năm nghìn nhưng các bạn lấy được về hai viên nó rất là lãi nhé Bình thường một viên nó giá khoảng 8.000 đến 10.000 trái vàng là hai viên này hiện tại là 18.000 trái vàng, 18.000 trái vàng mà các bạn bỏ ra chỉ có 5.000 đá thôi. Rất là lãi, viên này rất là lãi luôn. Viên này thì thì đó từ đó ta sẽ tính được là hiện tại mà lúc nãy mình mua ấy thì mình mua là ở uh, 1.000 trái vàng là được 800 điểm đúng không? 800 Đấy. Thì uh nó cho mua 5 lần nghĩa là mình được 4.000 điểm đấy 4.000 điểm 4.000 điểm là mình sắp mua được cái này nghĩa là mình bỏ ra 5.000 trái vàng mình có thể nhận về được hai viên này với điều kiện là mình phải mua tích lũy từ trên xuống thì chúng ta sẽ tính là để tích lũy lên đây là 2 ngàn rưỡi hai rưỡi mà ngày hôm nay ngày của nick này kiếm được 5.000 mình không biết thằng ngày nó có reset không mong rằng nó sẽ reset nếu mà nó được reset thì rất có, có thể mua được tới đây Ok, thì chúng ta sẽ nói là ưu tiên mua cái gì à, Cái này thì thôi, cái này khỏi đi Cái này khá là thừa thải Cái này thì chắc chắn luôn cần này Bởi vì ghép lên này chắc chắn mua này Đấy, thì cái này thì thôi khỏi đi Cái này các anh em cải chay được Nhưng cái này rất khó cải chay Đấy, nó cần là uh, yêu cầu hai ngàn rưỡi Ok, mình tiêu thêm lần nữa Đấy Ok Ủa, à, mình tiêu 3 ngàn rồi sao nó chưa mở khóa các bạn nhỉ nó đang bị lắc à à không phải không phải mình lắc mà à, mình không được mua ok rương tự chọn chắc chắn là các vip sẽ mua cái này thôi bé thì thôi mình đủ nick này tạm đủ rồi nói chung là có hai cái quà ngon quà này với quà này tùy bạn thôi đã khóa nó mới bị lắc các bạn tiêu hao hai nghìn Ủa mình tiêu hoa 2000 rồi mà Chắc là bị lắc rồi các bạn ạ à, để mình bật lại nhé. Nói chung là đợt vừa rồi ấy, hai tuần trước ấy nó không hề ra hai phần thì anh em nhớ cái tâm lý nhé khi mà nó mà hai tuần nó không ra phần chứng tỏ nó sẽ sắp ra một cái phần lớn và anh em để tích lực một chút nói chung là có kế hoạch tích một chút thì mình sẽ đỡ áp lực về trái vàng đã khóa sao đấy nhỉ hay là mình phải mua thêm nữa mình nhớ là mình mua đến 3.000 rồi đấy chắc là nó bị lắc cọc vấn đề rồi các bạn hay là mình đánh thêm bot lần nữa nhé Thế này thì mới biết được các bạn mà càng nhiều tướng thì càng ngon Mà nó sẽ xoay vòng bót mà Khá là hấp dẫn Mình thấy cái quà cuối cùng mới ngon Tự dưng các bạn lại được thêm một trang bị huyền thoại Đối với những cái nick uh, kiểu này kiểu mà mới chơi ấy hoặc người kia kiếm đồ huyền thoại cực kỳ khó luôn thì mình không biết tính năng này các bạn server mới có không nếu mà các bạn server mới mà có thì quá tuyệt vời luôn không có gì để chi nữa server mới là server tuần 1, tuần 2, tuần 3 ấy. đánh khá là lâu vậy thì chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ biết được là À, tí nữa mình sẽ tính cái thẻ anh hùng bây giờ mình thử tên lên cái thẻ anh hùng nó lên cho bao nhiêu điểm. Đánh chí mạng liên tục các bạn nhỉ. À, đúng rồi, nick nick này thì chí mạng rất là cao nha các bạn, nhìn cho mình đi. Bạn chủ nick tuy rằng là bot nhưng uh, cũng nạp nhiều nhưng chủ nick vẫn chăm chăm đánh hàm đội cực kỳ, cái hàm đội cực kỳ quan trọng luôn. cái hàm đội nó sẽ là cái 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 cộng thẳng vào cho tất cả các từ, cái điểm hàm đội các bạn đánh. đương mà nó sẽ tạo sự khác biệt đối với những cái hoạt động như thế này. ba trăm bảng với mấy cái cũng được. đây, này. vẫn chưa mở các bạn ạ. Mình nghĩ chắc nó đang bị uh, gì đấy, thôi để từ từ rồi, giữ đó đi, nói chung là cứ làm đi. Rồi uh, cuối mùa nó sửa lại hay sao thì mình bắt đầu mua một lần. Nếu mà anh em mua thì sẽ mua cái này này, uh, mua cái này hoặc cái này này nhá. Rồi uh, tiếp đến nữa nó sẽ là sử dụng mà tròn ngẫu nhiên hơi phèn nha, cái này hơi đắt. Nhưng các bạn cái này thì uh, Haki thì mình nghĩ thôi, để đợt nào mình quay cũng được. Haki không cần, nhưng cái này cũng được này anh em mua cái này nói chung là ba cái quả này anh em mua quả nào cũng được anh em thiếu cái gì mua còn các boss thì chắc sẽ mua cái này uh, tiếp theo nữa thì chắc chắn sẽ chọn cái này rồi cái đá này thì không cần đâu nhé. đá này thì không cần đâu đây ừ, cái này cũng ngon này anh em mà uh, anh em nào mà cái chai nông chân thì kiếm cái này khá là khó vì cái này chỉ có nạp. nhưng hay hơi chát anh em rồi cái dòng cuối cùng cuối cùng thì uh, nó bán cái này chứng tỏ ngày xưa cái này nó cho free khá là ngon ngày xưa vòng quay vv nó ra cái này các bạn ạ à. bây giờ nó xóa rồi thôi cái vòng cuối thì mình nghĩ chắc ít lắm chả ai mua đâu cái, này là cái siêu siêu bót mới xài bây giờ các bót vẫn đang xài mấy cái dưới này thôi thôi cái dòng cuối này bỏ nhỉ thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo còn gì nữa không à chắc không còn đâu các bạn. À, bạn nào mà à, có nick nào mà ở server 402 thì cho mình mượn với nhé. mình à, vào mình làm những cái kèo à, pvp một tướng cho các bạn xem cho nó hay. Xin chào và hẹn gặp lại và các bạn những video clip tiếp theo Xin chào.